cho vô luôn các bạn. Còn này chắc có thể mới đẩy xe hay là chở ra ngoài một lần ở đây mới được. Thôi, chào các bạn nha. Hôm nay để mình quay cho các bạn xem những con hói cuộn vôm. Con này nó cuộn vừa đầy xe, nó chạy cho vô nữa các bạn. Cái này nó thả lên dốc luôn nha. Xe này cuộn đầy xe chở gấp dung cao luôn các bạn. Ê rồi vô một con. Còn những mấy con kia thì đang là cuộn rồi ấy các bạn. Còn đây thì mấy anh này đang đi sửa chiếc máy cắt. Rồi đây con này thì chạy vô tới đây rồi, nhả gom nè, bắt đầu nhả gom nè. Đó, lọt có một cục gom. Rồi chỗ này là mà nó gom trên lại, chỗ này là ba con nha các bạn, ba con máy nghe con gom luôn, ba con một lượt nha. Còn con màu xanh thì nó đang chạy lên tốt trên kia các bạn ơi. Vô tới đây rồi nó quay đầu lại luôn rồi nè. Xa xa con này mình đổ chắc đầy xe hay gì đó các bạn. Còn một lỗ trống nhỏ này nữa chắc có thể chạy vô luôn hay gì đó nghe. Đầy xe hay gì đó. Nhả gom ra nè. Nó nó chưa chịu chạy cho vô nữa, ra ngoài ngoài ra cuộn thêm mớ nữa hay gì đây. Rồi con này nó đang chạy cho vô luôn các bạn. Con này ra có thể mới đầy xe hay là chở ra ngoài một lần ở đây mới nữa. Rồi cuộn tiếp tục nữa các bạn ơi. Rồi một con này chắc đầy xe hay gì nè các bạn. Đầy xe chạy cho vô rồi. Đâm đầu chạy cho vô luôn rồi nè. Đây chắc đầy xe đó.
Còn con này thì đang cuộn nữa nha các bạn. Cái này nó tới 4 con rồi nha các bạn, 4 con máy cuộn rơm nữa nha. Về ra nó đổ sát cái kinh lên cho mấy anh này giác dễ nè các bạn. Trời ơi, đẩy xuống luôn nè, không cần giác nữa. Nguyên một đoàn xe
Rồi hai con này đầy xe rồi. À, đâu đây cái hàng chạy cho vô đổ luôn này các bạn. Đây còn con nó đầy xe đang chờ con đổ nữa con ơi. Rồi xe này chắc chạy lên đằng kia đổ rồi các bạn ơi, chứ không có còn không đổ đây nữa. Rồi thôi mình xin kết thúc video ha, hẹn các bạn video tiếp theo ha.